Vâng, Ngọc Quang Bắc Giang xin chào ngày mới. Em xin được lên sóng với cặp loa Bose 4.2 CZ2, một phiên bản loa Bose cao cấp nhất và cũng là mắc tiền nhất của dòng loa lầm. Đấy, trước màn hình các bác đang xem là một cặp loa phải nói đẹp đến hoàn hảo, đẹp đến mỹ mãn. Với sản phẩm này thì em cũng rất là nhiều. Thì ở đây em thấy nó quá đẹp, em quay luôn để các bác chiêm ngưỡng và tham khảo đặt mua những sản phẩm loa Bose xuất sắc bên Ngọc Quang. Vâng, đối với cặp loa trước màn hình đó là 4.2 CZ2 màu vàng, vâng nhá. Cái này thì màu của nó sẽ vàng sậm hơn, đậm hơn cái 301 C3, và C nó sẽ dày dặn nhất, dày hơn cả CZ3. Cái C này, đấy, C cực kỳ là chắc chắn. Và cùng xem và chiêm ngưỡng chi tiết rất là chậm rãi, em quay rất là từ từ và độ đẹp đến hoàn hảo, vân của nó đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, đây là bên ngoài, xong quay bên trong các bạn nhé. Đây các bác cùng xem này, đẹp từ cái tem này đi, có mã số 99431 và bên này cũng vậy, 99431. Đấy, còn nguyên bụi tây các bác nhá. Đấy, chưa cả lau các bác nhá. Nó bụi một chút, đẹp gần như mới luôn. Xuất sắc, zin toàn tập các bác nhá, zin từ gần từ A đến Z, từ căng cước tất cả, và độ đẹp zin mỹ mãn luôn, không có một điểm trừ. Đấy. Đây, càng nó đẹp. Không phải suy nghĩ gì. Độ xuất sắc đến từng chi tiết các bạn nha. Đấy, cái này nó có những cái nhám nhám đây là đặc trưng của xương căng của loa Bose. Đấy, cái này thì cũng không làm lên cái chất âm của loa, nhưng nó thể hiện là zin toàn tập các bạn nha. Đấy, tiếp theo là về loa bát. Rồi, các bác cùng xem này, màng loa bát rất là đẹp, thể hiện rất rõ từ những cái cổ nhện, keo ở rốn này, các bạn thấy chưa? Em dí sát vào đây các bạn xem. Đấy, nó có cái quầng đen. Đấy, riêng loa Bose 4.2 C3 nó đều có như vậy các bạn nhá. Đấy, loa tép này. Đấy, màu lòng tôm cực kỳ là đẹp. Đây, nó hơi bụi thì em đập tay vào và thấy chưa, gần dài ngoách, zin đét các bạn nhá, xanh mướt mượt mượt này, và thấy chưa, chưa tháo ra một lần nào. Đấy, đẹp xuất sắc luôn các bạn, chưa cả lau nữa nhá. Đây, lau bụi bụi. Đấy, các bạn thấy chưa, chưa lau mà nó đã xuất sắc như thế này. Giá chỉ nhiêu 16 triệu thôi, giá em bao tốt cho các bác. Đấy, cực kỳ xuất sắc. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo hai số máy trên tập điện này. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.